Hello các bạn, hôm nay mình quay cái clip mà con cú lợn được trước một cặp lậm mình đi lụm nó đó. Hôm nay thì nó phát triển rất nhanh và đến nó phun lông nó tập bay thì mình có những cái clip mà qua tay cho các bạn tham khảo thêm. Hôm nay hai con nó to lắm rồi. Đây là con trống nhỏ, rất là hiền các bạn, cái này khô luôn. Ăn rất là mạnh, một ngày hai em nó ăn một ngày là cỡ 4 con cút mới no, rất là hiền các bạn. Bây giờ nó buồn ngủ rồi, một ngày nó ngủ, ban đêm nó thức, rất ngoan. Lông lá thì rất là sạch, mình tắm cho nó ngày một lần cho nó đỡ hôi, vậy nó không có còn hôi nữa, rất là thân thiện các bạn, nhìn mặt rất là dễ thương. Mình cũng chả biết đặt tên nó tên gì luôn. Em này là mỗi một em là hơn nửa kilo, rất là mập, chân cẳng rồi đều phun lông rồi các bạn, rất là đẹp. Đây em này, em mái này bự to, chân đồ to hơn hết. Mọi người nhớ đón xem cái kênh mình đăng, mình chừng nào nó phun lông nó biết bay rồi mình tập qua tay, rồi mình tập free line rồi cho cả nhà xem. Nó ghẻ ghẻ mình, nhưng mà con này nó hơi có thái độ đề phòng, rất là dễ thương các bạn, không cắn. Mình cũng chả biết đặt tên gì luôn. Lông lá rất là ok, chờ nó phun lông nặng mình tập, rất là thân thiện các bạn, rất là mà quấn mình, không còn hôi một chút xíu nào luôn. Mình mỗi ngày mình mỗi tắm xà phòng cho nó rất là thơm, nó không có hôi, rất là sạch sẽ. Nó chỉ dọa mình thôi chứ nó không có mổ đâu. Cái gì con? Nó rất là thích mình vuốt nó, mặt rất là dễ thương. Đây nè, buồn ngủ rồi các bạn. Cái diều nó nằm ở phía dưới, không phải nằm ở trên cổ. Nhìn cái tướng rất là đại gia các bạn. Mình mẩy sạch sẽ, không có bị bùn sình giống đợt mới nhặt về. Mặt rất là dễ thương.